Chiều nay, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước. Nhiều đại biểu đóng góp ý kiến cho rằng trong năm 2018, chính phủ cần cải cách mạnh mẽ hơn để xây dựng nền hành chính hiệu lực hiệu quả, nâng cao chất lượng cán bộ cấp xã, mạnh dạn nâng cao mức lương của cán bộ công chức hiện nay. Góp ý tại hội trường, đại biểu Phan Thái Bình cho rằng dù nhiều lần cải cách và điều chỉnh lương cho cán bộ thuộc cơ quan nhà nước, nhưng cho đến nay, mức lương hành chính vẫn thấp hơn mức bình quân của xã hội. Tôi cho rằng chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, thực hiện sắp xếp tinh giản bộ máy, xây dựng nền hành chính hiệu lực hiệu quả, kỷ luật kỷ cương, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng lãng phí chỉ thật sự hiệu quả khi nó gắn với cải cách chính sách tiền lương, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, hướng đến xây dựng nền hành chính công vụ hiện đại phục vụ nhân dân. Đại biểu Bùi Văn Phương cho rằng cần nâng cấp đội ngũ cán bộ cấp xã, bởi hiện nay đội ngũ này trình độ hạn chế, cơ sở cấp xã khó khăn, chính sách thấp. Có cái câu chuyện là các cán bộ lãnh đạo cấp xã có nói rằng là chúng tôi đãi ngộ như thế thì cũng làm như thế thôi. Và cấp trên thì cũng cho rằng là làm như thế thì cũng chỉ đãi ngộ như thế. Cũng phải cần tính toán để phân cấp lại, phân quyền lại cho cái cấp xã nhiều hơn. Và đồng thời cần chuẩn hóa đội ngũ đào tạo để chuẩn hóa đội ngũ cho cán bộ cấp xã một cách chính quy, bài bản và chính sách thì chúng ta cũng cần phải điều chỉnh lên. Vào quỹ bảo hiểm xã hội. Còn đại biểu Đỗ Văn Sinh, đoàn Quảng Trị chỉ ra sự bất cập trong luật bảo hiểm xã hội hiện hành. Đối với người hưởng lương hưu bị tù giam từ mùng 1 tháng 1 năm 1995 đến 31 tháng 12 năm 2015 thì bị cắt lương hưu khi vào tù và chỉ được hưởng lương hưu lại khi ra tù. Hay trường hợp bị đi tù hoặc đuổi việc trước ngày mùng 1 tháng 1 năm 1995 thì toàn bộ thời gian công tác bị cắt bỏ là chưa phù hợp với hiến pháp. Đề nghị chính phủ, quốc hội trả lại lương hưu cho những đối tượng này.